Chào mừng các bạn đã đến với Liên hoan phim khoa học 2014. Tên tôi là Patrick và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm ra quạt gió từ nến. Đây là tất cả những vật liệu mà bạn cần chuẩn bị: một chiếc lon rỗng, một chai nhựa đựng đầy cát, ống hút, kéo, dùi đục, khuy bấm, băng dính hai mặt, đinh ghim, bốn ngọn nến và một bao diêm. Đây là tất cả những gì bạn cần để làm ra quạt gió của chính bạn. Chúng ta sẽ bắt đầu với chiếc lon này và cái kéo. Cắt xuyên qua đây như thế này. Các bạn có thể thấy chúng ta đã cắt đi phần đầu của chiếc lon. Bây giờ chúng ta lại cắt chiếc lon theo chiều dọc. Chúng ta sẽ tạo ra từ 8 đến 10 nan khác nhau. Như các bạn có thể thấy, chúng ta vừa tạo ra 8 nan khác nhau nằm theo chiều dọc như thế này. Thật cẩn thận, chúng ta lật những nan này ra và gập chúng lại hơi nghiêng một chút. Lật chúng ra và gập lại hơi nghiêng một chút như thế này ạ. Và đây là cánh của quạt gió tự làm của chúng ta. Nó có 8 cánh và nếu chúng ta gập chúng theo đúng hướng, chúng sẽ tạo ra quạt gió rất tốt. Sau đó ta đính khuy vào giữa mặt trong của chiếc bánh xe để tạo ra điểm tựa cho cánh quạt. Dán băng dính lên một đầu của ống hút và dính ghim vào mặt trên của băng dính. Sau đó ta cắm ống hút vào chai đựng đầy cát. Đặt cánh quạt lên đinh ghim bằng điểm tựa mà chúng ta vừa làm, sao cho cánh quạt cân bằng. Đốt 4 ngọn nến phía bên dưới cánh quạt. Về lý thuyết, hơi nóng từ ngọn nến có thể làm quay cánh quạt. Chúng ta cùng chờ xem nhé. Vâng, cánh quạt đã bắt đầu quay nhờ hơi nóng bốc lên từ ngọn nến. Hãy chắc chắn rằng có người lớn giúp bạn tiến hành thí nghiệm này, vì việc làm việc với lửa là có phần rất nguy hiểm. Tôi hy vọng các bạn thích thú với Liên hoan phim khoa học 2014. Tạm biệt.